Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện kế hoạch số 44 ngày 14 tháng 2 năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương về việc triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động năm 2023, tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận và đo đạc bản đồ cho hộ gia đình cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Vừa qua, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phối hợp với chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Giáo và Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp tổ chức buổi trợ giúp pháp lý lưu động về thủ tục đất đai cho hộ gia đình cá nhân ở 4 xã gồm Phước Sang, Vĩnh Hòa, An Linh và Tân Hiệp. Trước khi lắng nghe những chia sẻ của người dân khi được cán bộ trực tiếp tư vấn các thủ tục về đất đai, bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chỉ thị của tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngày 2 tháng 6 năm 2023, tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành chỉ thị số 33 về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh. Mục đích nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và các thành phần kinh tế đối với công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thời gian qua, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm của các ngành các cấp, qua đó đã đạt được một số kết quả nhất định và mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thường xuyên, nhận thức của tổ chức công dân đã được nâng lên nhưng chưa hình thành thói quen. Các điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt, phương tiện thu gom vận chuyển và xử lý chưa đầu tư đồng bộ và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt cũng như việc triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn còn gặp nhiều hạn chế, hiệu quả không cao. Để khắc phục các hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các sở ban ngành trong toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả một số nhiệm vụ sau. 1. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường. Trong đó quan tâm việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở các địa phương, tổ chức quán triệt đến chi bộ và đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 2. Đảng, đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh, tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực thi các chính sách pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 3. Giao Ban Cán sự Đảng của Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nội dung các nghị quyết, chủ trương của Đảng về bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, xây dựng chương trình kế hoạch bảo vệ môi trường, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình, xây dựng ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 để áp dụng phù hợp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. Xây dựng định hướng phát triển các khu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh trong quá trình phối hợp lập quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và các đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, kiểm tra giám sát sự tuân thủ của các đơn vị này đối với các quy định về thu gom chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt không chấp hành các quy định của nhà nước. 4. Đảng, đoàn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp với các ngành chức năng địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giám sát các hộ gia đình và người dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, lồng ghép nội dung phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn vào kế hoạch truyền thông hàng năm, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố, thị xã, huyện, xã, phường, thị trấn giám sát các khu phố, ấp thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, xem như là một tiêu chí về môi trường trong đánh giá của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. vị và các bạn thân mến, từ nhiều năm nay, hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động về thủ tục đất đai và đo đạc bản đồ đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và phản hồi tích cực từ người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Những ngày tháng 7 này, người dân của huyện Phú Giáo một lần nữa vui mừng và phấn khởi khi những vướng mắc của gia đình đã được cán bộ đoàn trợ giúp pháp lý lưu động giải đáp cụ thể. Đã lâu rồi, người dân 4 xã An Linh, Phước Sang, Vĩnh Hòa và Tân Hiệp của huyện Phú Giáo mới nghe trên loa truyền thanh phát đi thông báo có đoàn trợ giúp pháp lý lưu động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương và chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Giáo đến Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp để hỗ trợ tư vấn pháp lý về thủ tục đất đai. Vì vậy, ngay từ sáng, đông đảo người dân có những thắc mắc hoặc các vấn đề chưa rõ khi có nguyện vọng tìm hiểu về thủ tục đất đai đã đến Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp với mong muốn được các cán bộ giải thích hướng dẫn cách thực hiện làm sao đạt kết quả tốt nhất. Hàng chục hộ dân mỗi người một vướng mắc khác nhau nhưng đều có một điểm chung là sau khi được nghe cán bộ tư vấn hướng dẫn về thủ tục tách thửa, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, thủ tục tặng đất cho con đều cảm thấy yên tâm, phấn khởi và hiểu rất rõ những quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai. Từ đó bà con sẽ có hướng giải quyết những vướng mắc của mình một cách hợp lý hơn. Thì tất nhiên là nhiệt tình, đoàn đã nhiệt tình, mà có gì thì có những cái gì mắc mớ thì cũng suy nghĩ để cho cái đúng cái lịch trình của luật để mà giải đáp cho dân thôi, thì tôi thấy cũng được. Tôi có hai miếng đất đi. Tôi có nghe xã thông báo là về tình hình đất đai là tôi có hai miếng đất mà nó nằm trong sổ. Thì tôi cũng thắc mắc về cái vụ đó mà không có rõ ràng nên tôi tới đây thì ở mấy chú giải thích như thế thì tôi cũng hài lòng. Niềm vui của người dân cũng chính là niềm hạnh phúc của đoàn trợ giúp pháp lý lưu động về thủ tục đất đai khi đã có thể gặp gỡ trực tiếp, giải thích và hướng dẫn người dân một cách tận tâm, tận tình những vướng mắc của bà con. Và đó cũng chính là mục đích của đợt trợ giúp pháp lý lần này, nhằm giúp cho người dân hiểu rõ, nắm rõ hơn về các thủ tục đất đai thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, không ngừng đem các quy định của pháp luật đến với người dân, đồng thời qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn vướng mắc của người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Từ đó có những tham mưu đề xuất phù hợp nhằm rà soát cải cách thủ tục hành chính ngày càng tốt hơn, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động thân thiện gần gũi, vì nhân dân phục vụ trên tinh thần trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Từng bước chuyển chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ thân thiện góp phần quan trọng xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ công chức viên chức. Tiếp tục thực hiện theo cái kế hoạch mà trợ giúp pháp lý lưu động thì đến với nội dung hôm nay thì chúng tôi cũng là tổ chức thêm một cái nội dung mới là triển khai để mà hướng dẫn thực hiện cái việc mà dịch vụ công trực tuyến, thì qua đó chúng tôi cũng đã mời các người dân lên để mà phổ biến được, hướng dẫn được, chiếu những cái clip để cho người dân nắm rõ được thực hiện các cái thủ tục đất và bằng cái dịch vụ công trực tuyến. Dịch vụ công trực tuyến hiện nay đó là nếu như mà để mà thực hiện được cái này thì sẽ rất là giảm được cái chi phí cũng như giảm được cái thời gian khi mà đến mà gửi và nộp nhận lại kết quả, nhằm đảm bảo cho cái người dân là càng ngày càng có cái thời gian thực hiện nó đảm bảo được tốt hơn. Sau một buổi triển khai trợ giúp pháp lý lưu động cho người dân 4 xã của huyện Phú Giáo, đoàn đã hướng dẫn tư vấn cho người dân việc thực hiện đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, liên quan đến hồ sơ tách thửa đất, việc đăng ký thực hiện đo vẽ các loại bản đồ địa chính, đồng thời tư vấn giải thích tổng hợp xin ý kiến các vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình sử dụng đất. Hàng chục hộ dân ở các xã có những thắc mắc khó khăn khi thực hiện các thủ tục về đất đai đều được cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tư vấn từng trường hợp, có sự giải thích rõ ràng và hướng dẫn cần chuẩn bị các loại giấy tờ như thế nào để thời gian tới thực hiện được thuận lợi hơn. Rồi qua cái buổi mà tuyên truyền lưu động hỗ trợ pháp lý hôm nay thì đa phần người dân là liên hệ là cái nhất là cái về cái phần mà cái giấy chứng nhận mà nó sai lệch diện tích so với thực tế. Do trước đây là mình cấp theo quy trình chính quy, theo bản đồ bằng không ảnh á, nó là cái độ chính xác nó không cao. Nên đến là trong thời gian qua cũng như bữa nay tổng hợp một số ý kiến của bà con á, thì phần lớn là những cái thắc mắc, kiến nghị và tháo gỡ khó khăn trong quá trình đo đạt điều chỉnh diện tích cho nó đúng với thực tế, để cho người dân đảm bảo cái cơ sở pháp lý thực hiện các quyền của người trồng đất theo quy định pháp luật. Đó, cái đó là cái nhất. Cái hai thì sau khi Ủy ban tỉnh ban hành cái quyết định 12 thay đổi cái quyết định 25 và cái 28 về quy định tách thửa, thì trong cái thời gian mà khi cái quyết định nó cái hiệu lực á, mà để triển khai được thì Ủy ban huyện phải, phòng tài nguyên môi trường phải tham mưu Ủy ban huyện là rà soát để ban hành quyết định thay thế cái quyết định là danh mục đủ điều kiện xem xét tách thửa trước đây. Thì Ủy ban huyện là trong cái đầu tháng 7, Ủy ban huyện đã ban hành cái quyết định là 2398 ban hành cái danh mục thay thế cái danh mục hay quyết định 139 và 5542 trước đây để áp dụng cho người dân. Nó thì cái sau khi mà Ủy ban huyện ban hành quyết định 2398 thì chi nhánh đã giải quyết, có cơ sở pháp lý để giải quyết hồ sơ tách thửa theo yêu cầu của dân. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện Phú Giáo đều thực hiện tốt việc hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai ở bộ phận một cửa. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp còn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cho người dân nắm rõ hơn những quy định của pháp luật về thủ tục đất đai. Tuy nhiên, việc có đoàn trợ giúp pháp lý lưu động đến địa phương để trực tiếp giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai thực sự là niềm vui rất lớn đối với người dân. Bởi vậy, chính quyền địa phương cho rằng đây là một trong những hình thức hỗ trợ và tuyên truyền phát huy hiệu quả khi người dân được gặp gỡ trực tiếp đội ngũ thực hiện các thủ tục về đất đai. Người lãnh đạo địa phương rất là mừng khi là được Trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh cũng như phối hợp với chi nhánh đất đai của tỉnh cũng như là của văn phòng đăng ký đất đai của huyện Phú Giáo, thì trên cơ sở đó tôi thấy là cái mô hình này rất là tốt, sẽ phụ giúp mà trên cơ sở đó thì sẽ cùng với chính quyền địa phương là sẽ tiếp tục hướng dẫn cho người dân để thực hiện tốt hơn nữa cái thủ tục riêng về cái mảng thủ tục chính về đất đai, thì còn lại các vấn đề khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện ở địa phương. Và cái mô hình này thì tôi thấy là nó rất là có hiệu quả. Ở đây thì chúng ta thấy là địa phương chúng tôi cũng đang thực hiện và hướng dẫn tốt cho người dân rồi, nhưng mà tuy nhiên có những cái cơ quan chuyên môn như thế này thì hướng dẫn và cho nó thành thục hơn, thì người dân sẽ thấy là cái việc mà chúng ta nộp hồ sơ trực tuyến thì nó sẽ có những cái thuận tiện hơn và tiện ích hơn cho người dân. Thì ở đây là một trong những cái mô hình rất là tốt, và tôi mong muốn rằng trong thời gian tới không những ở địa phương Tân Hiệp mà sẽ nhân rộng mô hình này ở các địa phương khác để giúp đỡ cho các địa phương khác, là hỗ trợ cùng với chính quyền địa phương để hướng dẫn cho người dân thực hiện tốt hơn về cái thủ tục hành chính về mảng đất đai nói riêng và thủ tục hành chính của nói chung. Ngoài ra, cả các thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số theo phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm trên dưới dọc ngang thông suốt vì lợi ích chung. Đây cũng là chủ trương của chính phủ Việt Nam đã và đang được người dân đồng tình ủng hộ. Do đó, cũng trong đợt này, người dân còn được chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Giáo hướng dẫn cụ thể cách nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, giúp tiết kiệm thời gian đi lại, bảo đảm hồ sơ được gửi đi nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả. Đây cũng là một trong các giải pháp quan trọng nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại đơn vị, nhằm hướng đến mục tiêu phục vụ nhu cầu của người dân ngày càng được tốt hơn.